Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nhé. Thì trước mặt anh em đây là con máy Echo 46. Con này thì Thiện chốt cho anh Thanh ở Đắk Sông Đắk Nông anh em. Thì về cái máy này thì anh em cũng biết khá là rõ rồi ha. Nó ở Việt Nam mình thì cũng được 2-3 năm rồi và cũng được khá là nhiều anh em tin tưởng sử dụng rồi đúng không? Và giá hiện tại của nó là 6.350.000 nha anh em. 6.350.000 tặng anh em một cái nhớt Echo này ha. Một ổ cứt cải tiến. Ây da, hơi xa. Cứt cải tiến và một ổ cứt cửa xẻ như thế này nha anh em. Đó. Và trong bộ của nó thì là đầy đủ nha, có nghĩa là đầy đủ là từ máng trắng, dây đeo, túi đựng nghề, dao, rồi tay cầm, máy là đầy đủ hết. Còn những phần quà kia là cửa hàng tặng kia mình tặng riêng cho anh em ha. Và con này thì tí nữa thì sẽ test nổ luôn đó. Và cái mẫu Echo 46 này thì anh em thấy là nó được thiết kế, anh em thấy là nó rất là kiểu như rất khác với lại những thương hiệu còn lại anh em. Hai anh em thấy bình thường là những máy cái cỏ á thì họ sẽ làm dàn áo bằng nhựa đúng không? Về cái dàn áo bên ngoài của nó thì nó làm bằng kim loại luôn em, chứ không phải là bằng nhựa ha. Đó nên nó sẽ cho nên một cái thứ nhất là về cái độ chắc chắn thì chắc chắn luôn. Thì kim loại so với nhựa thì nó sẽ chắc chắn hơn rất nhiều. Và cái thứ hai là nó tản nhiệt anh em, nó tản nhiệt ra ngoài nhanh hơn. Ha, nên nhiều anh em dùng Echo thì em thấy là nó sẽ có cảm giác là hơi nóng hơn bình thường. Nhưng thực tế là nó nóng ở đây là do cái tản nhiệt nhanh anh em ha. Nó đưa cái nhiệt độ ra ngoài nhanh nên em thấy nó nóng hơn bình thường. Thực tế là do này nó tản nhiệt nhanh ha. Thì như vậy thì máy anh em nó mới mát được, bởi vì phía sau anh em thấy không? Nó làm chống lỏng này, như rất là cổ điển ha, như những con máy bãi ngày xưa anh em thấy là nó sẽ chống lỏng như thế này. Giờ thì Thiện sẽ đổ xăng vào và nổ thử tiếng máy cho anh em nghe tham khảo nhé. Đó, con này thì chắc anh em nào mà theo dõi kênh Thiện lâu thì chắc anh em nghe mỏi luôn rồi đúng không? Con này thì Thiện test rất là nhiều rồi. Nhưng mà mỗi lần anh có những anh khách này ví dụ như ở xa ha, muốn kỹ hơn thì Thiện sẽ test nổ lại một lần nữa ha. Bởi vì thứ nhất là trong hãng họ ra thì họ đã test hết cho anh em rồi á. Nhưng mà nếu muốn chắc hơn nữa thì Thiện cứ test cho anh em như thế này thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn ha. Nó an toàn hơn, khỏi bị trục chặt tới luôn đi. Và cái lọc gió của nó thì đi theo, nói trong anh nó sẽ có một cái và công ty sẽ tặng cho anh em một cái. Và bên Thiện sẽ cắt cho anh em mấy miếng như thế này nữa ha. Về anh em sơ cua, nếu mà bụi quá thì cứ một bình xăng, đổ bình xăng em thay dùm Thiện một cái lọc gió thì đảm bảo anh em luôn máy anh em rất là sạch. Tất cả nha anh em, từ Huvana rồi Kawasaki. Đó, thì những mẫu đó thì nếu được thì cứ một bình xăng em thay dùm Thiện một lọc gió thì nó sẽ khá là sạch. Cái này thì phải tăng guarantee một tí nữa anh em. Đây để Thiện lấy cái tua vít Thiện tăng guarantee. Đóng máy lại nha. Hơi rất là căng nha. Đó, nổ rồi thì đóng máy xuống. Nghe nó tiếng hơi, tiếng nổ đó không? Nghe rất là chắc ha. Anh em giật Echo 46 là phải để ý nha, giật ẩu giật bậy là nó giật lại anh em luôn đó. Hơi rất là nặng. Em giật, anh em chỉ cần lưu ý giùm Thiện là kéo ăn chó này, giữ cái máy cho chắc và giật thì nó sẽ đây, kéo ăn chó này. Rồi bắt đầu chúng ta mới giật thì đảm bảo anh em luôn là cũng nhẹ nhàng thôi ha. Thì đúng không anh em, Thiện thấy con Echo 46 này thiết kế rất là đẹp. Con này thì nó đang trang bị quải piston 42mm nên em buộc cước là thoải mái luôn ha, thoải mái luôn em. Và dung tích xi lanh của nó lên tới 45.7cc, khá là mạnh đúng không? Nó ở cái mức xi lanh cái quải piston như thế này thì anh em đánh cỏ bằng cước rất là hiệu quả ha, làm rất là nhanh và công việc của nó gọi là hiệu quả hơn là anh em dùng dao. Nếu địa hình phức tạp nha, địa hình có nghĩa là địa hình đá đất rồi nó lẫn lộn, dùng dao nó mất nguy hiểm á, nó nguy hiểm á. Và cỏ ở mức độ là cỏ rẫy nha anh em, chứ anh em mà cỏ rừng á, cỏ nó to to như thế này nè hoặc là nó cứng á thì chắc chắn rồi phải có dao rồi anh em nha. Đó, con này thì nó trọng lượng khô nó là 7.3 kg, nó còn bụi là 7.3 kg anh em. Và trang bị anh em là cái dây đeo hai vai ha, nên anh em đeo lên máy nó cũng rất là nhẹ thôi. Và dao đi theo máy á, là dao 2 ly luôn nha anh em, dao 20mm luôn nha, khá là ok rồi. Bộ này là 6.350.000, anh em được miễn phí vận chuyển, tặng một chiếc Echo nè, một ổ cước tự xả và một ổ cước cải tiến nha. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện hoặc là để lại số điện thoại của dưới phần bình luận á, thì sẽ trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về con này. Để anh em biết thêm thông tin nhé, anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh, một chuông thông báo để mỗi lần mà Thiện ra video mới á, anh em thể biết và xem tham khảo những sản phẩm của Thiện cho anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn cả anh em video tiếp theo nhé.